xin được gửi một lời chào đến toàn thể quý khán giả có mặt trực tiếp và đang xem livestream sự kiện công bố sập sách lịch sử và talk show từ lịch sử đến tương lai. Quý khán giả thân mến, lịch sử là những điều thuộc về quá khứ, nhưng nếu như không có quá khứ thì loài người không thể có hiện tại và tương lai. Và nếu chúng ta không biết điều gì đang từng xảy ra thì chúng ta cũng sẽ không biết về chính bản thân mình và về cội nguồn gốc rễ của mình. Và vì vậy, lịch sử luôn là điều quan trọng đối với mỗi con người và cả nhân loại. Tuy vậy, vẫn không ít các bạn trẻ hiện còn chưa cảm nhận được vai trò thiết yếu của lịch sử và phần nào còn lãng quên đi quá khứ của dân tộc và toàn nhân loại. Nhưng có một tín hiệu tích cực là trong vài năm gần đây, không ít các bạn trẻ đã sáng tạo nên rất nhiều ý tưởng để mang lịch sử tới gần với thế hệ trẻ. Vâng, và quý khán giả thân mến, như đã giới thiệu phía trên thì dự án Sập sách lịch sử là một dự án lịch sử sáng tạo được khởi xướng bởi hai học sinh là bạn Nguyễn Kỳ Minh và bạn Nguyễn Hữu Hào đến từ Trung tâm Gate. Vậy thì Kỳ Minh và Hữu Hào là ai và dự án của các bạn có điểm gì đặc biệt? Thì ngay sau đây chúng ta sẽ cùng theo dõi một video clip ngắn để hiểu hơn về dự án này. Đây là Kỳ Minh, còn đây là Hữu Hào. Hai vị sơ này là các học sinh tài năng nhóm khoa học xã hội đến từ Trung tâm Gate. Trung tâm Gate có tên gọi đầy đủ là Trung tâm Tư vấn và Phát triển Tài năng của Vinschool. Đây là nơi tìm kiếm và đào tạo chuyên biệt cho các học sinh có khả năng vượt trội trong nhiều lĩnh vực như Robotics, nghiên cứu khoa học, kỹ năng lãnh đạo, nghệ thuật, khoa học xã hội. Mỗi học sinh tài năng sẽ được đào tạo theo một chương trình riêng biệt cùng các chuyên gia, tham gia cuộc thi uy tín, thực hiện dự án để phát huy tối đa khả năng của mình. Tại Trung tâm Gate, Kỳ Minh và Hữu Hào đã được đào tạo một một cùng các chuyên gia với bề dày kiến thức về lịch sử, khoa học xã hội, được trải nghiệm các chuyến đi thực tế để khám phá lịch sử. Giờ đây, hai học sinh sẽ dùng đam mê và những kiến thức đã học để lan tỏa điểm đặc sắc của bộ môn lịch sử tới những người xung quanh thông qua dự án Sập sách lịch sử gồm 5 hoạt động. Sập sách lịch sử. Lần đầu tiên, một sập sách khác biệt, mô phỏng sập báo Sài Gòn xưa đã xuất hiện tại thư viện trường trung học Vinschool Central Park. Tại đây, các bạn có thể tiếp cận gần 100 đầu sách về lịch sử Việt Nam và thế giới, đa dạng thể loại, truyện tranh, sách ảnh, tác phẩm kinh điển, tài liệu nghiên cứu. Tọa đàm, từ lịch sử đến tương lai. Bạn có biết, trong sập sách lịch sử, có những cuốn sách bán chạy hàng đầu và gây sốt trên toàn thế giới. Một trong số đó chính là cuốn Homo Deus, lịch sử tương lai của tác giả Yuval Noah Harari. Hãy cùng các diễn giả trẻ và các chuyên gia lịch sử tiên đoán về sự bất tử của con người và khả năng thống trị của AI trong tương lai. Cuộc thi Họa nét sử Việt, Kỳ Minh và Hữu Hào đã kết hợp với tổ nghệ thuật để mang tới một cuộc thi sáng tác truyện tranh về các nhân vật và sự kiện lịch sử. Các đội thi xuất sắc nhất sẽ tham gia thuyết trình trước chuyên gia và triển lãm các tác phẩm trong vòng chung kết, được trưng bày tác phẩm lâu dài tại sập sách lịch sử. Người truyền cảm hứng. Sau khi nghiên cứu tài liệu tại sập sách lịch sử, hai học sinh sẽ cùng các pincer trong trường thử sức làm người truyền cảm hứng, lên ý tưởng và tổ chức các hoạt động sáng tạo trong một số tiết lịch sử trên lớp. Triển lãm lịch sử ngay tại lớp hay đóng vai các nhân vật lịch sử tham gia các cuộc đàm phán. Sẽ còn rất nhiều ý tưởng thú vị đang chờ đón. Chuyến du hành xuyên thời gian. Và cuối cùng, hãy cùng gặp gỡ và trò chuyện với các nhân chứng lịch sử cùng trở về quá khứ với những câu chuyện kể đầy chân thực và sống động. Và đó là dự án của Kỳ Minh và Hữu Hào trong năm nay dành cho những ai đã, đang và sẽ sớm yêu thích lịch sử. Vâng, và đó chính là tổng quan dự án sập sách lịch sử của hai Vincer là Nguyễn Kỳ Minh và Nguyễn Hữu Hào. Và ngay sau đây thì Trung tâm Gate xin chính thức giới thiệu với quý khán giả sập sách lịch sử, mô phỏng sập báo Sài Gòn xưa với gần 1 đầu sách đa dạng thể loại. Và để tra cứu thông tin của những cuốn sách này, các bạn có thể truy cập vào hệ thống thông tin của Thư viện. Kính thưa tất cả quý vị, có lẽ khi nhìn sập sách lịch sử với hơn 100 đầu sách này thì ngoài các chuyên gia thì các bạn trẻ sẽ hơi lúng túng một tí, hơi bối rối là không biết mình nên bắt đầu từ đâu, mình nên lựa chọn những quyển sách nào. Thì khi thiết kế sập sách lịch sử thì chúng tôi cũng thiết kế luôn cả một quyển danh mục. Với chỉ dẫn này, các bạn sẽ có một cái bản đồ rõ ràng, cụ thể để có thể tự lựa chọn cho mình những quyển sách mà mình muốn tìm hiểu về lịch sử. Một cái kho sách mà chúng tôi hướng đến và chúng tôi nghĩ đó sẽ là cánh cửa đầu tiên, dễ dàng, thuận tiện, phù hợp với các bạn, nhất là những bạn trẻ, những bạn học từ cấp tiểu học cho đến cấp trung học, bắt đầu bước vào để tìm hiểu lịch sử, thì chúng ta hãy đến với thế giới lịch sử bằng truyện tranh.
Chúng tôi hy vọng rằng những hình ảnh sống động cụ thể ở trong những cái quyển sách này sẽ giúp cho các bạn bước vào cánh cửa của lịch sử thú vị hơn, dễ dàng, cảm thấy hấp dẫn hơn. Xin chào quý vị khán giả. Hôm nay tôi sẽ ở đây để giới thiệu cho các bạn về một quyển sách, về một chủ đề nằm trong chương trình lịch sử lớp 8, đó là thời kỳ Pháp thuộc. Và trong quyển ký ức Đông Dương này thì các bạn sẽ được tìm hiểu kỹ càng về đời sống và các nét văn hóa của người Việt ta. Và quyển sách cũng chứa rất nhiều hình ảnh lịch sử chân thật và sống động, giúp các bạn có thể có một góc nhìn tốt nhất về thời kỳ lịch sử này. Ngoài quyển sách này ra thì trong sạp sách của chúng mình còn khoảng hàng chục quyển sách nữa có thể bổ trợ cho chương trình lịch sử lớp 8 trên lớp của các bạn. Ví dụ như những cuốn Việt Nam thời Pháp thuộc hay là những một sách về đề thám rất là hay. Bạn nào có hứng thú với những chủ đề này thì hãy nhanh chân tìm tới tủ sách của chúng mình. Mình xin cảm ơn. Xin chào quý khán giả. Thì trong năm học lớp 9, học sinh được tìm hiểu về thời kỳ kháng chiến chống Mỹ và Pháp. Thì trong thời kỳ này, ngoài Chủ tịch Hồ Chí Minh ra, còn một nhân vật thứ hai vô cùng nổi bật. Đó chính là vị đại tướng Võ Nguyên Giáp, thiên tài và chỉ huy quân sự đằng sau chiến thắng Điện Biên Phủ huy hoàng năm 1954. Và chỉ huy quân sự chính của Việt Nam trong suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ, người được các tờ báo nước ngoài mệnh danh là Napoleon của Việt Nam. Ngoài ra trong cuốn sách còn có những hình minh họa rất là sinh động, ví dụ như hình ảnh này của đại tướng Võ Nguyên Giáp chụp vào năm 1973. Ngoài ra trong sạp sách còn có rất nhiều những quyển sách khác về những cái chủ đề thú vị tương tự. Vậy khi có thời gian, các bạn hãy nhanh chóng đến với sạp sách, chọn một cuốn sách mình tâm đắc và đọc thử nghiền ngẫm vào. Mình cảm ơn. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa được nghe lời giới thiệu rất hay từ cô Khánh Vân, bạn Hữu Hào và bạn Kỳ Minh. Thì ngoài những quyển sách dành cho chương trình học các bạn ở các cấp, thì chúng ta sẽ có những cái đầu sách mở rộng tầm nhìn các bạn về lịch sử, về thế giới, về con người. Nếu chúng ta muốn tìm hiểu về những cái diễn trình thế giới diễn ra sao, thì chúng ta có một cuốn sách rất là nổi bật, đó là cuốn Thế giới phẳng của Thomas Friedman. Thì với tác phẩm này, quý vị sẽ được thấy rằng thế giới chúng ta từ một cỡ rất lớn, nó sẽ thu nhỏ lại, trở thành một cỡ rất là phẳng nhờ những sự phát triển của công nghệ Internet mà chúng ta có được những cái sự nối kết toàn cầu. Hoặc chúng ta có bộ ba cuốn sách của Yuval Noah Harari về Big History, lịch sử tóm tắt của loài người từ quá khứ, hiện tại và tương lai. Thì là những cuốn sách tôi nghĩ rằng quý vị sẽ rất là thích thú khi đọc nó như những câu chuyện mà mở ra nhiều chân trời. Xin cảm ơn quý vị. Vâng, và tiếp sau đây thì chúng ta cũng sẽ đến với phần thứ hai của sự kiện, đó là cùng tìm hiểu về tương lai của loài người xoay quanh nội dung của một cuốn sách kinh điển mà thầy Nguyên Khang vừa giới thiệu trong sạp sách lịch sử mang tên Homo Deus, lược sử tương lai của tác giả Yuval Noah Harari. Và trước hết xin mời quý khán giả hãy cùng nhau theo dõi một video clip ngắn về tác giả và tác phẩm. Today's guest is one of the most profound thinkers of our time. A two-time winner of the Polonsky Prize for Creativity and Originality, his books have sold over 12 million copies and been translated into more than 45 languages. Sapiens, his seminal book on the history of mankind, spent 6 months on the Sunday Times bestseller list and also made him a number one New York Times bestselling author. His work has been recommended by countless luminaries, including Bill Gates, Richard Branson, Mark Zuckerberg, and Barack Obama. He's won a litany of awards, including the Society for Military History's Mankato Award for outstanding articles on military history, and the 2017 Handelsblatt's German Economic Book Award for the most thoughtful and influential economic book of the year. Additionally, he's one of the most sought after and influential speakers in the world. He's given multiple TED Talks on hot-button issues relating to the human race, and in 2018, he was invited to give the main stage keynote speech on the future of humanity at the World Economic Forum annual meeting in Davos. He has a PhD from Oxford, is a tenured history professor at the Hebrew University of Jerusalem, and in addition to his many books, he's also written for such prestigious global outlets as the Financial Times, the New York Times, the Wall Street Journal, and the Guardian. So please, help me in welcoming the man who does a yearly 60-day silent Vipassana meditation retreat, the best-selling author of 21 Lessons for the 21st Century, Yuval Noah Harari. Yuval, you have a new book out. After Sapiens, you wrote another one, and it's out in Hebrew, but not yet translated into I'm working on the translation. In the book, if I understand it correctly, you argue that actually the amazing breakthrough that we are experiencing right now not only will potentially make our life better, but they will create, and I quote you, new classes and new class struggles, just as the Industrial Revolution
did. Can you elaborate for us? Yes, in the Industrial Revolution, we saw the creation of a new class of the urban proletariat. And much of the political and social history of the last 200 years involved what to do with this class and the new problems and opportunities. Now, we see the creation of a new massive class of useless people. As computers become better and better in more and more fields, there is a distinct possibility that computers will outperform us in most tasks and will make humans redundant. And then the big political and economic question of the 21st century will be, what do we need humans for? Or at least, what do we need so many humans for? Do you have an answer in the book? At present, the best guess we have is keep them happy with drugs and computer games. But this doesn't sound like a very appealing future. Okay, so you're basically saying in the book and now that for all the discussion about, you know, the growing evidence of significant economic inequality, we are just kind of at the beginning of the process? Again, it's not a prophecy. It's seeing all kinds of possibilities before us. One possibility is this creation of a new massive class of useless people. Another possibility is the division of humankind into different biological castes, with the rich being upgraded into virtual gods and the poor being degraded to this level of useless people. I feel there is another TED Talk coming up in a year or two. Thank you, Yuval, for making the trip. Thank you. Thanks. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa được theo dõi một cái clip ngắn giới thiệu về tác giả Harari. Thì ông Harari là một trong những tác giả khá nổi bật trên thế giới hiện nay. Thì với những sự kiện lịch sử, Harari đưa ra nhiều cách giải thích và lý giải cực kỳ thông minh và sắc sảo. Ví dụ như quý vị đọc cuốn Lịch sử loài người thì chúng ta sẽ thấy rằng có thể trong quá khứ không chỉ có tồn tại duy nhất một loài người mà có nhiều loại người khác nhau cùng tồn tại. Và thông qua cái cuộc đấu tranh sinh tồn thì chúng ta ngồi đây, Homo sapiens là chủng người thông minh đã gần như thống trị toàn bộ cái địa cầu này. Vậy thì đó là một cái bức tranh quá khứ mà Harari mang đến nhiều cái biện giải vô cùng đặc biệt. Và đến cái quyển số 2 đó là Lược sử tương lai, thì ông mang chúng ta đến một cái xã hội hiện đại với nhiều thách thức và những cái tiến bộ khoa học công nghệ. Harari đặt ra nhiều nhất đó là con người trong hiện tại và tương lai liệu có thể đạt được đến cái sự bất tử hay không? Họ sẽ sống như thế nào khi xung quanh tràn ngập những con robot, những trí thông minh nhân tạo? Tất cả những cái nội dung này hôm nay chúng ta sẽ được nghe hai bạn diễn giả đó là Nguyễn Hữu Hào và Kỳ Minh trình bày rất thú vị. Cái chủ đề đầu tiên đó sẽ là cái sự bất tử, là con người sẽ đối diện với cái chết và sự sống như thế nào. Thì phần này tôi xin mời diễn giả Nguyễn Hữu Hào sẽ gửi đến quý vị ngay sau đây. Chào buổi sáng quý vị khán giả. Tôi ở đây để chia sẻ cho các bạn về một chủ đề đã gây ra rất nhiều tranh cãi nhưng cũng không kém phần thú vị trong quyển sách Homo Deus của Harari. Và chủ đề đó ngày hôm nay đó chính là sự bất tử của loài người. Và trên màn ảnh thì các bạn thấy đây là bìa ngoài của quyển sách Homo Deus của tác giả nổi tiếng Yuval Noah Harari. Phần trình bày của mình sẽ bao gồm là định nghĩa của sự bất tử và những bước con người đã đạt được để mơ tới sự bất tử. Và khi bất tử thì con người sẽ làm gì? Hay là ý nghĩa cuộc đời thực sự là gì khi con người có thể bất tử? Và trên màn ảnh các bạn thấy có một bức tranh này. Thì các bạn nghĩ rằng ý nghĩa của bức tranh là gì? Không muốn nghe ý kiến thưa cô. Đây là cái chạm tay của Thượng Đế với Adam, đúng không? Và để biến Adam trở thành một con người. Con cảm ơn vì câu trả lời rất chính xác của cô. Thì đúng, đây là một bức tranh của tác giả Michelangelo. Và nó có tên là sự tạo hóa của Adam. Và trong hình ảnh này thì bên trái là Adam tượng trưng cho con người của chúng ta, còn phía trên là Chúa Trời. Khi các bạn để ý kỹ thì là hai ngón tay vẫn còn một khoảng cách chưa chạm vào nhau. Đó cũng thể hiện cho khoảng cách giữa con người và thần thánh. Nhưng nỗ lực vươn mình của Adam cũng thể hiện cho khát khao của loài người để vươn tới những quyền năng thần thánh trong tương lai. Và đó có thể là sự bất tử, chủ đề chính của ngày hôm nay. Trước khi bắt đầu mọi thứ thì mình hãy cùng định nghĩa sự bất tử là gì. Bất tử từ kết hợp trong tiếng Hán Việt, bất có nghĩa là không, còn tử có nghĩa là chết. Hai từ kết hợp lại có nghĩa là không chết, tượng trưng cho một cuộc sống kéo dài vĩnh hằng. Và khái niệm này đã có từ rất lâu. Vị hoàng đế nổi tiếng của Trung Hoa Tần Thủy Hoàng sinh thời thì ông đã cố gắng đi thuốc trường sinh. Tuy là ông đã thất bại trong việc cũng cố gắng trị vì thiên hạ mãi mãi, nhưng khát khao của ông cho thấy rằng
khát khao về sự bất tử của con người có từ hơn 4.000 năm về trước chứ không phải mới xuất hiện. Vậy thì để hướng tới sự bất tử thì con người đã làm được gì? Thì bây giờ chúng ta hãy cùng nhìn lại ba vấn đề con người giải quyết trong lịch sử, và đó là bàn đạp để con người có thể hướng tới sự bất tử. Ba vấn đề chính đó là đói nghèo, dịch bệnh và chiến tranh. Đầu tiên hãy cùng tới với đói nghèo. Thì đói nghèo hay còn có thể gọi là ngưỡng đói nghèo sinh học. Và xuyên suốt lịch sử thì nạn đói luôn mà là một vấn nạn tồn tại song song với con người. Vì sao? Khi đó thì các khoa học, công nghiệp và nông nghiệp chưa phát triển thì sản lượng lúa gạo sản xuất ra chưa cao. Cộng với đó là những sự ra đời của nhà nước và các quỹ bảo trợ. Khi mà con người đã không cần lo về việc thiếu lương thực và hay đói nghèo thì họ lại trở nên ăn quá nhiều. Và một căn bệnh rất phổ biến hiện nay đó là béo phì. Và số lượng người trung bình chết do béo phì ở Mỹ cao hơn số lượng người bị giết do khủng bố. Vậy nên người ta có một câu nói đùa rằng Coca-Cola còn nguy hiểm hơn cả Al-Qaeda. Vấn đề tiếp theo mà con người đã giải quyết được đó là dịch bệnh, hay còn gọi là những binh đoàn vô hình. Tại sao là những binh đoàn vô hình? Thì đây là một câu chơi chữ của người dân thời xưa và điện này là giống như ở trong cái chết đen khoảng 700 năm về trước. Thì binh đoàn vô hình bởi vì dịch bệnh thường được gây ra bởi những loại virus mà mắt thường của con người không thể thấy được. Và hiện nay thì khi khoa học hiện đại đã phát triển và y học cũng phát triển thì là con người đã sản xuất được nhiều loại vaccine hay là các loại thuốc tiêm phòng. Thì những dịch bệnh nguy hiểm điển hình như đậu mùa đã không còn xuất hiện. Nhưng khi mà khoa học cũng phát triển thì những loại virus cũng trở nên tiến hóa hơn. Và điển hình là cứ lâu lâu chúng ta lại phải đối mặt một loại dịch bệnh mới mà chúng ta không thể tìm được cách khắc chế ngay. Điển hình như là dịch Covid-19 vừa rồi, khi mà hơn một năm sau khi dịch bệnh bùng phát thì các nhà khoa học mới bắt đầu tìm ra vaccine. Và tới với vấn đề cuối cùng đó là chiến tranh. Cuộc chiến thảm khốc nhất lịch sử là trong Thế chiến thứ hai, khi hàng triệu sinh mạng bị cướp đi. Thì sau Thế chiến thứ hai thì con người mới nhìn ra rằng liệu chúng ta cứ đánh nhau, chúng ta cứ giết nhau, chúng ta giành đất đai, chúng ta có phát triển được hay không? Thì các nhà lãnh đạo họ mới nhìn ra một hướng mới, đó là hợp tác và cùng nhau xây dựng đất nước. Họ có thể cộng tác về kinh tế và nhiều lĩnh vực khác. Khi đó chúng ta có thể phát triển nhiều hơn. Và hiện nay chiến tranh sẽ không còn xảy ra nhiều trên thế giới, đặc biệt là những cuộc chiến tranh lớn, mà thay vào đó là những hiệp ước hòa bình về kinh tế và để cùng nhau phát triển. Và vừa qua là chúng ta đã nhìn lại ba vấn đề con người giải quyết trong lịch sử để hướng tới sự bất tử và cùng hướng tới tương lai với ba vấn đề chính là sự bất tử, chủ đề chính của ngày hôm nay, sự hạnh phúc và quyền năng thần thánh. Và trước khi bắt đầu về sự bất tử thì chúng ta hãy cần định nghĩa rõ ràng về cái chết và sự sống. Thì với con người, sự sống luôn là quan trọng, luôn là thiêng liêng nhất. Chúng ta có thể nghe điều này từ bất cứ cha mẹ, ông bà hay là thậm chí là thầy cô. Và trong tuyên ngôn nhân quyền phổ quát sau Thế chiến thứ hai cho rằng mỗi con người đều có quyền riêng và quyền được sống là quyền lớn nhất. Và cái chết được xem là tội ác bởi vì nó đã xâm phạm tới quyền lớn nhất của con người. Nhưng đó là theo góc nhìn của chúng ta. Nhưng trong các tôn giáo và hệ tư tưởng thì sao? Họ lại có một cái nhìn rất khác. Khi mà các hệ tôn giáo tôn vinh những cái sự vượt lên, đạt tới những giới hạn thần thánh, họ xem rằng đây chỉ là một cõi tạm và cái chết chỉ là bước chuyển để đi từ cõi tạm lên một cuộc sống vĩnh hằng, do đó khá là khoan dung cho cái chết. Nhưng trong khoa học hiện đại thì cái chết lại được nhìn theo một góc khác nữa. Với khoa học thì cơ thể con người cũng như một bộ máy sinh học và những bộ phận quan trọng như tim là máy bơm, và khi con người chết có nghĩa là cỗ máy ngừng hoạt động, và cỗ máy ngừng hoạt động có thể vì những vấn đề kỹ thuật như là những căn bệnh nguy hiểm, và vấn đề kỹ thuật cũng đồng nghĩa với việc có thể giải quyết được. Và có rất nhiều căn bệnh mà khoa học đã có thể giải quyết được, hay là bắt đầu bây giờ đã ra đời những như robot nano để diệt tế bào ung thư. Và đó cũng là bước tiến để khoa học tin rằng chúng ta có thể đạt được bất tử trong tương lai. Và họ chứng minh điều đó bằng các nhà đầu tư. Điển hình như là Bill Maris, nhà đầu tư của quỹ Google Venture, đã đầu tư 36% trong tổng số vốn là 2,2 tỷ đô la vào khoa học sự sống. Hay hai nhà đồng sáng lập của ứng dụng PayPal đã nói rằng nếu ngày hôm nay bạn hỏi tôi con người có thể sống tới 500 tuổi hay không, thì câu trả lời là có. Khoa học có vẻ rất tự tin về điều này, và cột mốc mà khoa học đưa ra là 150 tuổi trong thế kỷ tiếp theo. Và vì sao là 150 tuổi? Theo tác giả Harari thì ông cho rằng cái mốc 150 tuổi là phù hợp để con người có thể đạt tới trong thế kỷ tiếp theo. Bởi vì trong thế kỷ này tuổi thọ con người đã tăng gần gấp đôi, tuổi thọ trung bình đã từ 40 lên 70. Vậy thì cùng với sự phát triển vượt bậc của khoa học công nghệ thì chúng ta hoàn toàn có thể mơ tới việc đạt tới mốc 150 trong thế kỷ tiếp theo.
Vậy thì nếu chúng ta đạt sống tới 150 tuổi thì các bạn nghĩ các bạn sẽ làm gì? Cái giấc mơ mà tôi hy vọng tôi có thể có được, thì nếu giả sử như tôi có thể sống tới 150 tuổi thì tôi nghĩ chắc là tôi sẽ đi du lịch khắp nơi trên thế giới, và sau đó là có thể là đi du lịch cả vũ trụ nữa, lên khám phá tất cả các hành tinh. Tôi xin cảm ơn ạ. Vậy nên mình hãy cùng vẽ ra một viễn cảnh tương lai khi mà con người sống tới 150 tuổi. Thì hiện tại thì thường chúng ta sẽ ra trường khi khoảng 23 tuổi. Khi con người sống tới 150 tuổi, biết đâu chúng ta sẽ đi học cho tới năm 45 tuổi. Chúng ta chỉ ra trường và lập gia đình khi đã 50 tuổi, trong khi độ tuổi trung bình cho việc đó hiện tại chỉ là 30. Hoặc có thể các bạn sẽ liên tục đi làm việc và đổi mới bản thân ngay khi ở tuổi 90-100 để theo kịp thời đại. Các bạn chỉ được về hưu khi 130 tuổi. Các bạn có thể đi làm việc trong khoảng 70-80 năm. Và điều này cũng đặt ra một số tranh cãi rằng, như Harari đã nói rằng, liệu nó có thay đổi những mối quan hệ hôn nhân, gia đình hay cha mẹ con cái hay không? Ông đặt ra câu hỏi rằng, các bạn hãy thử tưởng tượng về một cuộc hôn nhân kéo dài 110 năm, hay một bà mẹ khi 140 tuổi, bà ta có thể nhớ gì về những ngày tháng mà nuôi con mình hay không? Hay khi năm 2021, các bạn đi làm trong một công ty mà người quản lý của bạn là người có tư tưởng của 100 năm về trước, thì chắc chắn bạn sẽ gặp rất nhiều ảnh hưởng. Các bạn hãy thử tưởng tượng về viễn cảnh chính trị. Nếu năm 2021 mà con người sống được tới 150 tuổi thì các bạn nhìn nhân vật này, chắc hẳn tất cả mọi người ở đây đều biết ông là ai. Và nếu con người, tuổi thọ con người đạt mốc 150 trong năm 2021 thì hiện tại ông vẫn đang còn sống và khỏe mạnh. Và liệu lúc đó thì mình không dám chắc là chúng ta vẫn còn ngồi đây nói chuyện với nhau. Các bạn hãy nghĩ lại một điều rằng, đây là cột mốc chính của khoa học trong thế kỷ tiếp theo là 150. Mọi con người đều ước muốn là có thể bất tử, nhưng khoa học lại không coi đó là một mục tiêu. Và câu trả lời là vì hiện tại chưa có công nghệ khoa học nào mà cho chúng ta thấy chúng ta biến con người được thành một con người mình đồng da sắc. Chúng ta vẫn có thể bị tác động bởi những yếu tố bên ngoài như bạo lực hay chiến tranh. Và chúng ta vẫn có thể chết do những vấn đề kỹ thuật, ví dụ như là bệnh tật. Nhưng mà có thể cái chết sẽ dài lâu hơn và tuổi thọ con người sẽ kéo dài hơn. Và mục tiêu chính của khoa học có nghĩa là cho con người có thể có thêm thời gian sống, và như mốc trên đây là 150. Và khi mà chúng ta đạt được mốc đó thì có thể chúng ta sẽ hướng tới việc trở thành một loại người không chết già, có nghĩa là con người không chết vì những vấn đề kỹ thuật nhưng vẫn có thể chết do những vấn đề bạo lực. Còn vấn đề mà trở thành sự bất tử thì đó hiện tại thì vẫn còn là khá xa vời, nhưng biết đâu trong tương lai khi mà khoa học phát triển thì con người chúng ta lại có quyền bất tử thì sao? Và Harari cũng đặt ra một câu hỏi rằng, liệu khi con người chúng ta bất tử thì giá trị đạo đức là gì? Khi mà hiện tại pháp luật dùng tử hình là mức án nặng nhất cho những người phạm tội ác, và nếu con người bất tử, con người không thể chết được, thì liệu lúc đó pháp luật trừng trị họ bằng cách nào, hay họ lại thoải mái làm tội ác? Và đó cũng là một câu hỏi mà chúng mình có thể thảo luận rất nhiều trên đó. Và mình mong rằng một buổi nào đó mình lại có quyền được ngồi đây nói chuyện với nhau về câu hỏi đó. Và mình cảm ơn tất cả đã lắng nghe phần trình bày của mình. Mình xin cảm ơn. Mình chào tất cả các bạn, mình tên là Nguyễn Kỳ Minh, chào mừng tất cả các bạn đến với phần diễn thuyết của mình trong buổi tọa đàm. Như các bạn đã nghe thì đấy không phải là giọng của mình, đây là giọng của mình. Đấy là giọng của một thứ mà chúng ta đang gọi ngày nay là AI. Cụ thể hơn là giọng của một sản phẩm ứng dụng AI được biết đến là Google Translate. Google Translate là một cái ứng dụng chúng ta dùng để dịch giữa các ngôn ngữ. Mình chắc chắn những bạn học tiếng Anh đã dùng nó để dịch từ tiếng Việt sang tiếng Anh rất là nhiều lần. Và có thể chúng ta sẽ dịch các ngôn ngữ khác, tiếng Đức sang tiếng Pháp chẳng hạn. Thì ngoài Google Translate ra, Google còn có rất là nhiều những sản phẩm khác ứng dụng AI, như là cái trình duyệt Google. Ứng dụng khác như là Facebook cũng có ứng dụng AI rất nhiều. Nói chung là chúng ta đang sống một cái cuộc sống được bao quanh bởi AI. AI xuất hiện trong điện thoại của chúng ta, trong những cái máy tính và trong mọi thiết bị mà chúng ta dùng. Vậy vì cái vai trò lớn mà AI đang đóng vai trong cái cuộc sống ngày nay của chúng ta, nên trong tương lai AI sẽ đóng một vai trò cũng lớn tương tự. Và đấy cũng là cái lý do tác giả Yuval Noah Harari cũng đã bàn rất là nhiều về chủ đề này trong cuốn sách Homo Deus của ông. Vậy hôm nay chúng ta cũng sẽ bàn về điều đấy, AI và tương lai con người sẽ như thế nào.
thì theo từ điển Oxford Dictionary, AI là một từ viết tắt của Artificial Intelligence, hay được dịch ra tiếng Việt là trí tuệ nhân tạo. Thì đây là lý thuyết và các hệ thống máy tính thực hiện các thao tác vụ bình thường con người làm, ví dụ như nhận diện khuôn mặt hoặc dịch giữa các ngôn ngữ. Nói chung là đây là những cái hệ thống máy tính thực hiện những cái thứ mà bình thường chúng ta phải làm bằng tay. Nhưng mình có câu hỏi, bạn có biết xung quanh chúng ta có những ứng dụng nào của AI không? Theo mình thì hàng ngày thì sử dụng điện thoại thì mọi người sẽ có là Siri thì sẽ hỗ trợ trong các cái ứng dụng hoặc là các thao tác trong điện thoại. Mình cảm ơn ý kiến của bạn. And now I'd like to invite someone who I think's opinion would very much interest us all. Therefore, I would like to invite Mr. Nubalat Bisengaliyev, Principal of InSchool Central Park. Can you share with us some applications of AI you use in your position as principal? Please, Mr. Nubalat. In education, I think we use maybe our robotics club and use different like a software programs in order to demonstrate like an AI system. Thank you, Mr. Nubalat. Như chúng ta có thể thấy thì thầy đã nói một vài ứng dụng AI như là nhận diện khuôn mặt và những cái ứng dụng AI được sử dụng trong những câu lạc bộ robotics. Thì sau đây mình muốn giới thiệu các bạn một vài ứng dụng AI tiêu biểu. Đầu tiên thì chúng ta có ứng dụng trợ lý ảo, hay còn được biết đến là virtual assistant, là những cái trợ lý mà chúng ta có thể tìm thấy trong những điện thoại chúng ta. Thì trợ lý ảo thực hiện đúng cái tác vụ mà nó được đặt tên theo, nó là trợ lý của chúng ta, nó trợ giúp chúng ta trong những cái chức năng đời thường. Thì mình nghĩ là để giải thích cái khái niệm hơi trừu tượng này cho các bạn dễ dàng hơn, chúng ta sẽ cùng xem trợ lý ảo có thể làm được gì nhé. Thì trên điện thoại mình ở đây có một trợ lý ảo được tên là Google Assistant. Ví dụ như là bạn đang ngồi trong nhà, bạn đang nhìn ra ngoài, mặt trời đang rất là nắng nhưng bạn đang muốn biết cụ thể hơn thời tiết như thế nào, bạn có thể hỏi ngay Google. Google ơi, thời tiết hôm nay như thế nào? Dự báo thời tiết tại phường 22 hôm nay 33 độ và có mây vài nơi. Như các bạn có thể thấy, Google trợ lý đưa cho chúng ta thông tin rất là nhanh và rất là chính xác. Ngoài ra nó còn thể sử dụng cho những chức năng mà học sinh hơn. Ví dụ như là bạn đang giải một bài toán khó, bạn muốn Google giải cho bạn chẳng hạn, bạn có thể hỏi 1 cộng 1 bằng mấy? 1 với 1 là 2, 2 thêm 2 là 4, 4 với 1 là 5, 5 với 5 là 10. Thì như các bạn ở thấy, không những Google giải cho mình 1 cộng 1 bằng mấy mà nó còn giải mình những phép toán phức tạp hơn như là 5 cộng 5 bằng 10 chẳng hạn. Không có Google mình cũng không chắc mình có thể làm được điều này ha. Và ngoài ứng dụng trợ lý ảo, các bạn có thể thấy là AI nó rất là kỳ diệu trong cái kiểu đấy. Và một ứng dụng khác của AI nữa là nhận diện khuôn mặt, hay là còn được biết đến cái tên gốc của nó, Face ID, Face Identification. Thì cái ứng dụng ở AI này nhằm mục đích chủ yếu là làm mật khẩu cho các điện thoại. Nhận diện khuôn mặt đã được chứng minh là một cái cách để bảo vệ điện thoại kỹ càng hơn là số hay là vân tay. Nhưng ngoài là mật khẩu dùng để bảo vệ chúng ta, nó cũng có thể dùng để hại chúng ta. Một số ứng dụng gây tranh cãi hơn của cái Face ID này là việc các chính phủ trên thế giới dùng nó để theo dõi người dân. Hiện tại AI đang tồn tại rất là nhiều xung quanh trong cuộc đời của chúng ta, nhưng mà cái vị thế của nó đang như thế nào? Thì sau đây mình muốn mọi người chú ý lên màn chiếu. Thì sau đây là một bức ảnh với một nhân vật. Nhưng nhân vật này rất là đặc biệt, là được chia làm đôi. Một bên là một người quản gia và một bên là một con robot. Thì con robot này đang tượng trưng cho AI. Và cứ bức ảnh này đang ý muốn nói rằng người quản gia và AI đều phục vụ một cá thể, đó chính là con người chúng ta. Hiện tại AI chỉ nhằm mục đích chúng ta coi là những cái đồ vật để phục vụ cho những cái nhu cầu của chúng ta, dịch giữa các ngôn ngữ hay nhận diện khuôn mặt. Vậy trong tương lai AI sẽ như thế nào? Sau đây mình muốn một lần nữa các bạn hãy nhìn lên màn chiếu. Thì các bạn có thể thấy là bức ảnh này khá quen đúng không nào? Thì để hiểu được cái ý nghĩa của bức ảnh này, chúng ta phải tìm về cái tác phẩm gốc mà nó dựa trên. Thì tác phẩm gốc chính là bức họa Sự tạo dựng Adam của Michelangelo. Thì cái bức ảnh AI này có hai cái bàn tay đang cố gắng chạm nhau. Một bàn tay là một bàn tay của một con robot và một bàn tay là một bàn tay của loài người. Thì cái bức ảnh ấy đang thể hiện cho cái ý nghĩa rằng là AI đang cố vươn lên đến cái tầm của chúng ta, cái tầm của con người. Hiện tại AI đang thực hiện rất là nhiều chức năng như là xử lý dữ liệu, nhận diện khuôn mặt, thực hiện tốt hơn chúng ta. Nhưng có một cái chức năng cơ bản mà rất là thiết yếu mà nó không thực hiện được, đó chính là cái sự nhận thức của con người, cái khả năng nhìn được tình huống, nhìn được bối cảnh, cái khả năng cảm xúc. Và nếu mà mình đang đứng đây 10 năm trước đi, mình sẽ nói là nó không bao giờ làm được. Nhưng mà điều này đang không thể đúng nữa. AI đang phát triển nhanh và rất là nhanh. Ví dụ như vào năm 2000, các tiến sĩ tại Đại học UC Berkeley, California đưa một nhận định táo bạo rằng AI sẽ không bao giờ lấy được cái việc lái xe của con người.
thì khoảng 10 năm sau, với sự ra đời của các hãng xe Tesla của Elon Musk hay là các hãng xe của Google, những cái xe lái tự động này, những cái lời chứng minh của mấy ông giáo sư này đã bị chứng minh sai chỉ trong vòng một thập kỷ thôi. Và cùng một năm đấy, cũng có một lời tuyên đoán được nói nữa, AI sẽ không bao giờ thực hiện được tác vụ nhận diện khuôn mặt. Và chỉ trong vòng 10 năm sau thôi, thì các đồn cảnh sát ở khắp nước Mỹ đã sử dụng AI để nhận diện khuôn mặt tội phạm. Các chính phủ khắp thế giới sử dụng AI để theo dõi người dân và các điện thoại có cái chức năng nhận diện khuôn mặt để làm mật khẩu. Chúng ta đã thấy là những cái điều mà chúng ta tưởng bất khả thi, nó trở nên khả thi trong vòng có 10 năm thôi. Nhưng trong suốt cái khoảng thời gian đó, những cái tác vụ mà chúng ta tưởng chỉ có con người làm được càng ngày càng biến mất, thì chúng ta vẫn còn dựa dẫm vào một cái tác vụ duy nhất. Đó chính là nghệ thuật, việc vẽ tranh, sáng tác nhạc. Chúng ta coi cái điều đấy là một cái điều mà AI sẽ không bao giờ làm được, bởi vì nó thiếu cái sự sáng tạo, cái khả năng cảm giác của chúng ta. Nhưng mà một lần nữa, cái bức tường chúng ta tưởng là kiên cố lắm, cái bức tường nghệ thuật này, nó đang lại bị phá vỡ. Và sau đây mình muốn mời các bạn lên chơi một trò chơi với hai đối thủ. Đối thủ thứ nhất là nhà soạn nhạc người Ý nổi tiếng Baroque thế kỷ 20 với những bản nhạc về mùa xuân và các mùa màng, Antonio Lucio Vivaldi. Và đối thủ của ông không phải là người, là một con robot tên là Experiments in Musical Intelligence. Thì con robot này là một cái cỗ máy được tạo ra bởi tiến sĩ David H. Cope của Đại học Southern California. Và ông ấy tạo con robot này với mục đích để chứng minh sai cái giả thuyết của mọi người rằng robot không thể làm nhạc. Thì ông này đã cho con robot này qua machine learning học tất cả những bản nhạc của các nhà soạn nhạc nổi tiếng như Beethoven hay Mozart hay là Stravinsky. Và sau khi học cái đấy, nó đã có khả năng tạo những cái bản nhạc riêng của nó, kết hợp những cái yếu tố nhạc của các nhà soạn nhạc nổi tiếng đấy, gần như tạo những cái bản nhạc mà bạn nghe, bạn sẽ tưởng là chính những cái nhà soạn nhạc nổi tiếng đấy tạo ra. Vậy hôm nay chúng ta sẽ xem liệu các bạn có phân biệt được nhạc do robot sáng tác hay là do một họa sĩ thực sự sáng tác không. Sau đây mình muốn mời một vài người lên chơi trò chơi này. Các bạn sẽ nghe hai bản nhạc, nhưng mà trong đó chỉ có một bản nhạc là sáng tác bởi Vivaldi thật. Trong đó, nhưng mà bản nhạc thứ hai lại sáng tác bởi con robot EMI. Vậy để xem chúng ta có nhận diện được không nhé. Yeah. Bản nhạc thứ hai. Giờ mình mời các chuyên gia về nhạc cổ điển đưa nhận dự định của mình nào. Mình mời bạn đầu tiên. Thì theo mình nghĩ rằng cái bản nhạc đầu tiên là của nhà soạn nhạc viết, và bản nhạc thứ hai chính là do EMI viết ạ. Okay. Cảm ơn ý kiến của bạn. Mình mời chuyên gia thứ hai. Mình thì nghĩ ngược lại. Mình mời chuyên gia cuối cùng nào. Thì giống chị đầu tiên. Mình xin chúc mừng hai chuyên gia đầu tiên và chuyên gia cuối cùng đã đưa nhận định đúng về cái tác phẩm này. Mình mời mọi người đưa tràng vỗ tay nào. Nhưng mà bạn đưa nhận định sai, mình cũng muốn an ủi bạn một điều rằng là khi mà tiến sĩ David H. Cope đưa những cái bản nhạc này cho những nhà chuyên gia thật về nhạc cổ điển thì họ đoán sai hết. Nó đang thể hiện là một cái đường biên giới, một cái bức tường mà chúng ta tưởng kiên cố lắm của loài người đang bị robot vượt qua và lấn chiếm. Vậy chúng ta đang thấy là con người đang ở trong một cái vị trí hết sức nguy hiểm. Những cái việc mà chúng ta tưởng chúng ta sẽ mãi làm được đang dần dần bị robot chiếm đi. Và điển hình một ví dụ khác nữa là trận cờ vua giữa nhà kiện tướng cờ vua Garry Kasparov của Nga và một con robot Deep Blue của IBM Watson. Trận này diễn ra vào năm 1996 tại thành phố Philadelphia, Pennsylvania. Thì tại sao cái trận này lại quan trọng đối với cái tương lai của loài người? Bởi vì vào những năm 80 thì cờ vua được coi là một cái biểu tượng cho sự ưu việt của con người, một cái biểu tượng cho những cái công việc mà chỉ có con người có thể làm được và cái điều khiến chúng ta khác khỏi robot. Và những chuyên gia hồi đấy nói rằng nếu mà robot có chơi cờ vua thì nó cũng không thể nào thắng con người được. Thì vào cái trận này, cái kết quả ở trận này đã chứng minh sai hoàn toàn cái giả thuyết đấy. Bởi vì Deep Blue đã đánh bại nhà kiện tướng cờ vua, người vô địch cờ vua trong suốt 5 năm của cuộc chiến tranh lạnh. Ông này đã thua con robot này 4-1. Như các bạn có thể thấy là lại thêm một cái bức tường kiên cố của con người đã bị robot lật đổ ra.
Vậy điều này để lại chúng ta một cái tương lai rất là mờ ám, một cái tương lai mà chúng ta không biết liệu chúng ta sẽ như thế nào. Trong sách Yuval Noah Harari có đưa một cái viễn cảnh rằng chúng ta sẽ phải phục vụ cho AI. Bởi vì khi mà AI vươn được cái tầm của chúng ta, vươn được cái sự nhận thức của chúng ta và thậm chí còn hơn cả chúng ta nữa, thì tại sao nó lại không tiếp quản chúng ta? Trong sách, ông Yuval đưa những cái viễn cảnh của những cái CEO, những người sếp không phải là người mà là robot, và những cái người công nhân trong nhà máy xếp hộp, đó sẽ không phải những cái bàn tay robot, đó sẽ là con người. Đây là một viễn cảnh không hề tốt. Và một vấn đề khác cũng sẽ được đưa ra trong tương lai, đó chính là quyền của AI. Bởi vì khi mà AI vươn được cái tầm của chúng ta, thì nó sẽ có những cái quyền gì? Liệu chúng ta có tiếp tục coi nó là những cái đồ vật nữa không? Hay là chúng ta sẽ coi nó là những cái người bình đẳng với chúng ta? Trên một cái bức hình này thì đang có hai nhân vật. Con robot đang nói, am I a person or a thing? Tôi là người hay là một đồ vật? Và con robot đang nói với một cái người phụ nữ cầm một cái cán cân. Đây thể hiện cho cái hệ thống pháp luật và hệ thống chính trị của chúng ta ngày nay. Thì ngay bây giờ mình trả lời câu hỏi này, mình sẽ trả lời ngay, không phải là người. Nhưng mà trong tương lai câu trả lời này sẽ không thể nào chắc chắn nữa. Bởi vì tại sao không cho những con robot, đúng là nó không bằng da bằng thịt, nhưng nó có nhận thức bằng với chúng ta, thậm chí còn hơn cả chúng ta nữa, tại sao nó lại không được có những cái quyền của chúng ta? Tại sao lại không được có những cái quyền bình đẳng, được làm những nhà lãnh đạo của chúng ta? Nếu các bạn đọc báo, các bạn có thể nghe những chuyện những chàng trai trẻ ở Nhật, thay vì chọn những cô gái người Nhật bằng da bằng thịt, quyết định cưới những con robot. Thì ở trên báo chí của Nhật thì hầu hết xã hội đều chỉ trích cái hành động này là một hành động không thể chấp nhận được. Bởi vì hôn nhân là một điều chỉ diễn ra giữa người với người. Nhưng mà trong tương lai, khi mà những con robot đấy trở nên không khác gì chúng ta, thì liệu cái việc hôn nhân có chấp nhận được không? Đây là những cái câu hỏi sẽ trở những cái câu hỏi mới cho những thế kỷ sau của con người chúng ta phải đối mặt với. Nhưng từ nãy giờ, chúng ta đang nói đến những cái viễn cảnh rất là tệ con người. Nhưng mà với cái sự phát triển của AI, chúng ta vẫn có thể thấy được những cái cơ hội cho con người. Các bạn hãy nhớ trong cái video hồi nãy, Yuval nói là trong tương lai sẽ tạo một lớp người vô dụng. Nhưng trong sách, ông cũng nói rằng cái lớp người vô dụng này có thể hiểu theo một nghĩa khác, những lớp người rảnh rỗi. Bởi vì là họ không có việc để làm, những công việc đã bị lấy bởi robot hết rồi. Thì họ sẽ rảnh rỗi, họ không có việc gì để làm. Họ có thể ngồi đọc sách, chơi game chẳng hạn. Và như ông nói, họ có thể hút thuốc phiện nếu họ muốn. Nên chúng ta có thấy, mặc dù AI phát triển đem ra nhiều trở ngại cho con người, nó cũng đem ra rất nhiều cơ hội cho chúng ta. Và trước khi kết thúc cái buổi thuyết trình này, mình muốn đặt một câu hỏi cho mình và tất cả mọi người ở trong khán giả. Các bạn sẽ phải thay đổi và đổi mới bản thân như thế nào để có thể sống sót và thích ứng với một cái thế giới AI hết sức khác so với thế giới chúng ta đang sống bây giờ? How would you change or refine yourselves to adapt to this brave new world? Mình cảm ơn các bạn. Thank you. Cảm ơn phần trình bày rất thú vị của bạn Nguyễn Kỳ Minh. Và chúng ta đã được những cái góc nhìn cực kỳ gợi mở về xã hội tương lai với AI. Và bây giờ tôi xin được mời hai diễn giả trẻ Kỳ Minh và Hữu Hào, và xin mời tiến sĩ Bùi Trân Phượng chúng ta cùng lên phía trên để chúng ta thảo luận. Vừa rồi thì chúng ta đã nghe Hữu Hào và Kỳ Minh trình bày hai chủ đề của con người tương lai, đó là sự bất tử cũng như trí thông minh nhân tạo. Thì hôm nay chúng ta hân hạnh được chào đón tiến sĩ Bùi Trân Phượng, cũng là một chuyên gia hàng đầu về lịch sử. Thì chúng tôi cũng muốn nghe được lời chia sẻ từ cô Phượng, những người đi trước, với cái góc nhìn lịch sử của cô. Và cảm ơn anh. Đối với chủ đề của các bạn ngày hôm nay đó, AI càng phát triển chừng nào, robot càng thông minh chừng nào, thì nó càng thách thức con người chừng nấy, là anh là ai vậy? Mình giật mình khi mà con robot hỏi mình là tôi là người hay là vật. Nhưng mà cái phát triển đang xảy ra này nè, nó buộc chúng ta càng bức bách hơn, luôn luôn phải tự hỏi thực ra tôi là ai vậy? Từng người chúng ta, tôi là ai vậy? Tôi là người Việt Nam có nghĩa là gì? Đối với tôi, đối với người khác, đối với vân vân. Tôi xin kể các bạn một cái câu chuyện có thật. Tôi đã trông thấy và chứng kiến Sophia nói chuyện. Các bạn là chuyên gia AI, các bạn biết Sophia là ai không? Sophia là ai ạ? Đúng rồi, chị nói là công dân máy tính đầu tiên, có nghĩa là máy tính đầu tiên được quyền công dân, được cấp quyền công dân. Bây giờ suy nghĩ thật của tôi khi tôi trông thấy cái đó. Thứ nhất tôi hết hồn, là bởi vì trước đó tôi đã hết hồn một lần khi mà hồi nãy em có chỉ là gì đó, máy tính thắng cờ vua. Cái mà ghê hơn máy tính thắng cờ vua là máy tính thắng cờ vây. Các bạn biết cái sự khác biệt giữa cờ vua và cờ vây không?
cờ vây đó là cái môn cờ mà nó lâu đời nhất ở trong văn hóa Trung Hoa. Khi người ta nói cầm kỳ thi họa thì kỳ đó là cờ vây chứ không phải cờ vua, cờ tướng gì hết á. Thì cái cờ vây nó khó hơn tất cả những cờ khác ở chỗ đó, là nó không có cái chức năng cố định của từng cái quân cờ. Khi máy tính thắng được cờ vây á, có nghĩa là nó dự đoán được cái trong đầu của cái ông đối thủ của nó là con người, và cái đen diễn biến của ông, cái sắp tới của ông, tức là nó kinh khủng như vậy đó. Tôi đã từng biết máy tính thắng cờ vây, vậy mà tôi gặp Sophia tôi vẫn hết hồn. Nhưng sau đó tôi bình tĩnh lại đó, thì tôi nghĩ hai điều tôi muốn chia sẻ với các bạn. Điều thứ nhất á, là tôi nghĩ nhưng thực ra ai làm ra Sophia cũng vẫn là con người. Không phải máy tính làm ra Sophia, mà là con người làm ra Sophia. Và con người còn có khả năng làm ra hơn Sophia nữa. Sophia theo tôi được biết đã là hệ cũ của robot thông minh rồi. Nó đã có cái hệ hiện đại hơn rồi. Cảm giác của tôi đối với Sophia, thứ nhất, tôi tự tin rằng chính con người vẫn đang làm ra Sophia và có thể làm ra cái thông minh hơn Sophia nữa. Vẫn là con người làm ra. Nhưng sau đó tôi sợ hãi. Tôi không phải sợ Sophia. Tôi sợ là người giỏi người ta làm được đến cỡ này, người có phương tiện, có điều kiện người ta làm được cỡ này, thì người yếu thế càng bị đẩy lùi đến đâu nữa. Học sinh của chúng ta, học sinh người Việt chúng ta, vì người Việt, nước Việt vẫn là nước yếu thế trên toàn cầu. Thì học sinh người Việt chúng ta hiện nay đang thua cái thế giới cỡ nào rồi, mà thế giới nó tiến như thế rồi, thì chúng ta còn làm sao nữa. Và ngoài Việt Nam chúng ta còn nhiều nước yếu thế khác. Cho nên làm sao để bảo đảm, để giảm thiểu bất công trong giáo dục, khi mà những cái khoa học của người ta đã phát triển tới cỡ đó rồi, người ta càng phát triển thì mình càng bị đạp xuống đất sâu. Thì cái lo lắng sợ hãi của tôi là như thế. Xin chia sẻ với các bạn. Bây giờ thì hiện nay trong khán phòng chúng ta có khá nhiều bạn trẻ, và tôi cũng mong muốn nghe những cái câu hỏi Q&A của các bạn dành cho các diễn giả ở đây. Dạ, xin mời thầy. Em biết cái thời kỳ mà cô nói là cái trận đánh cờ vua, cờ vây mà máy tính nó chiến thắng cái người chơi cờ vây, nó cách đây khoảng độ 2-3 năm gì đấy. Thì như cô Phượng trình bày, tức là cờ vây là nó thể hiện là cái máy tính nó hiểu được cái người nó suy nghĩ cái gì. Vậy thì em có một cái câu hỏi đặt ra đối với cô và đối với các bạn đây là, có bao giờ mình nghĩ là máy, cái con robot sau này nó sẽ đủ thông minh để nó hiểu được cái người chế tạo ra nó đang suy nghĩ gì, mà lúc bây giờ có thể xảy ra một cái tình trạng là robot nó nổi loạn, nó chống lại cái sự chỉ huy của loài người hay không? Vì chúng ta đã biết là bây giờ cái duy nhất mà loài người có thể kiểm soát robot đấy chính là cái nguồn điện. Vì Sophia nó bảo nếu như các bạn rút nguồn điện ra thì chúng tôi bất tử. Nhưng trong một tương lai có thể có một cái nguồn năng lượng nào khác mà ít nhất chúng ta thấy là điện mặt trời. Nếu mà con robot nó biết tự trang bị cho nó trên cái cơ thể người nó là cái nguồn năng lượng mặt trời thì nó, và nếu nó biết bay thì nó có thể, khi chúng ta buổi tối này chúng ta thậm chí không có điện, nếu như mà nó ngắt nguồn điện chúng ta, thì nó có thể bay đến một cái vùng sáng của trái đất, nó nạp điện và sau đó nó bay về và nó chiến đấu với chúng ta. Đấy là một sự nổi loạn của robot, mà một viễn cảnh mà cái này mình cũng có thể hình dung là trong các bộ phim viễn tưởng, nhưng mà có thể nó không viễn tưởng lắm. Vì cách đây 20 hay 30 năm khi mà chúng ta đọc các cái câu chuyện về Doraemon ấy, chúng ta thấy là cái trong chóng quay trên đầu này, chúng ta thấy nó rất là kiểu như là một sự gọi là gọi tưởng tượng. Nhưng bây giờ người ta đã có thể bay xuyên qua eo biển nước Anh và nước Pháp chỉ bằng một cái bộ đồ nhỏ như cái ba lô thôi. Sau này có thể 10 năm, 20 năm robot nó có thể phát triển và nó có thể nghĩ được cái người chế tạo nó đang suy nghĩ gì và nó có thể nổi loạn hay không. Thì như con đã đọc sách thì cái viễn cảnh mà thầy tưởng tượng ra cũng được ông Harari nói trong sách, và đó cũng là một trong những cái viễn cảnh mà ông ta sợ sẽ xảy ra với loài người, là chúng ta mất kiểm soát. Thì cái điều này ông bảo là rõ ràng loài người có thể kiểm soát được nếu mà họ không phát triển thêm AI về cái hướng đấy nữa. Nhưng mà rõ ràng sẽ có những cái người mà họ vẫn muốn phát triển theo một cái hướng đấy, vẫn có, sẽ có những cái thành phần chống đối và họ muốn đi xa hơn nữa. Là nếu mà nó phát triển, cái điều này sẽ đi sang cái phần là nó sẽ phát triển nhận thức để nó cảm thấy là bất mãn với chúng ta và nó sẽ bắt đầu nổi dậy chống chúng ta hay không. Thì nếu mà chuyện đấy xảy ra ấy, thì nếu mà chúng ta không gọi là thỏa mãn cái yêu cầu nó đủ, không cho những cái thứ nó muốn chẳng hạn, không cho cái vị trí của nó là một cái vị trí bằng với chúng ta, như kiểu Sophia thành một công dân, thì khi mà nó nhận ra cái sự bất mãn đấy là một cái cảm xúc mà con người chúng ta có, hiện tại AI không có, thì cái việc mà robot nổi dậy là một cái việc hoàn toàn có thể xảy ra. Và với cái khả năng làm những cái việc như xử lý dữ liệu và tính toán hơn hẳn con người bây giờ của AI, thì cái việc mà chúng ta thua cái trận đấu đấy là hoàn toàn khả thi.
nay tôi nghe cái hai bạn là Kỳ Minh với lại Hữu Hào á, thì thứ nhất á, tôi đánh giá rất là cao cái kỹ năng thuyết trình, cái kỹ năng mà các bạn truyền đạt á, đó là một cái, tôi nghĩ rằng là ở lứa tuổi các bạn á, thì đó là một cái thành công. Tại vì khi các bạn đọc một cái vấn đề khó, các bạn truyền đạt lại cho những cái người như tôi, có thể tôi cũng biết các bạn đâu, nhưng mà tôi thấy nó ấn tượng thì cái đó là thành công. Ở góc độ cá nhân thì tôi chỉ nghĩ rằng là đánh giá cao, và tôi rất là mừng là ở cái môi trường chúng ta đã có được một cái cho các bạn ươm tạo những cái sự sáng tạo cũng như tìm hiểu và mạnh dạn thể hiện cái mình hiểu và cũng như là những cái mình không hiểu, cũng như là tốt. Xin cảm ơn. Mình dạy sử thì cũng 35 năm rồi. Và cái điều đầu tiên mà phải nói cái sự cảm phục của mình với hai bạn, một bạn lớp 8 và một bạn lớp 9, dám lựa chọn một cái tác phẩm vô cùng khó. Để hiểu được cái tác phẩm này phải có một cái kiến thức nó rất là chuẩn, và thứ hai đó là nó tổng quát vô cùng về lịch sử phát triển của loài người. Thì may ra các bạn mới có thể hiểu được cái thông điệp. Bởi vì khi mà ở cái phần đầu chúng ta đã nói với nhau rằng là toàn là những cái nhân vật celeb của thế giới khuyến cáo chúng ta nên đọc, thì các bạn hiện nay chưa phải là những celeb. Các bạn với cái kiến thức của mình mới dừng lại ở lớp 8, lớp 9 mà các bạn đọc và các bạn hiểu được, và các bạn lựa chọn với hai chủ đề. Một đó là vấn đề gì đây? Loài người sẽ tồn tại đến đâu? Đến khi nào? Và thứ hai đó là tương lai của loài người. Thì đầu tiên thì cho cô thể hiện cái sự cảm phục. Chính là ở phần 1 của bạn Hữu Hào nói, đó là chúng ta đang trả lời cái câu hỏi ở đây không phải là sự bất tử của con người, dùng từ chính xác hơn đó là sự bất tử của loài người thì nó chính xác hơn. Còn nếu chúng ta dùng sự bất tử của con người thì chúng ta hay nghĩ đến sự bất tử của cuộc sống mỗi cá nhân, nó khác đến với cái chuyện là loài người sẽ tồn tại đến khi nào. Thì cái đầu của bạn Hữu Hào thì cô chỉ muốn điều chỉnh một cái nó rõ hơn, đó là con người sẽ tồn tại đến khi nào, con người có bất tử với cái trái đất này hay là không. Đó là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai, với những cái mà của bạn Minh nói về AI, thì là chúng ta đã thấy rằng AI thật sự là nó thâm nhập cái cuộc sống của chúng ta và nó giúp ích cho chúng ta rất là nhiều. Nhưng mà cũng mong là chúng ta sẽ nghe thêm được những cái tạm gọi. Đó là mặc dù trong tác phẩm ông có nói, nhưng mà muốn là Kỳ Minh sẽ nói rõ hơn về những cái tạm gọi nó làm cho chúng ta mất cái tính người, mất cái cảm xúc người đi với những cái gì AI nó giúp chúng ta. AI đã làm cho chúng ta lười biếng hơn, AI đã làm cho chúng ta không nhớ luôn, nhớ số điện thoại. Bây giờ mà mất điện thoại người ta kêu khai lại 5 số thì người ta mới cấp lại số mới, hoặc là người ta sẽ phục hồi cái số đấy lại cho mình. Thì tôi không biết trong phòng này ai nhớ được 5 số thường gọi hay là không. Đó thì tôi muốn là chúng ta có nên có một cái cách tiếp cận như thế, để chính chúng ta cũng sẽ cảnh báo rằng là cuộc sống của mỗi con người chúng ta đang bị đe dọa bởi cái sự chúng ta tự mình phụ thuộc vào AI. Và chắc chắn thì tương lai cái sự phụ thuộc đấy nó làm cho chúng ta mất người đi. Và mất người đi thì đó là khi chúng ta gì đây, trở thành công cụ của AI. Điều cuối cùng muốn gửi đến các bạn ngày hôm nay đó là đừng lo lắng như cô Phượng nói đấy. Lịch sử thì chỉ mang cái tính chất dự báo. Trong lịch sử thì đã có rất nhiều cuốn sách tiên tri, nó tiên tri những cái sự kiện diễn ra trong tương lai, nhưng xác suất của nó đúng, xác suất của nó đúng là bao nhiêu thì chúng ta cũng đã biết được rồi. Chứ chúng ta chỉ có một cái điều chúng ta cảnh báo với nhau rằng là chúng ta hãy cố gắng là người nhất, là người nhất. Khi chúng ta thấy rằng là chúng ta đang tồn tại ở một cái thế giới nó đầy hỗn loạn, nó đầy hỗn loạn, nó đầy thách thức và nó vẫn tiếp tục bí ẩn. Và mỗi người hãy là người, mà như hồi nãy cái thông điệp của ông nói đó là chúng ta đừng rơi vào đó là những người vô dụng. Rồi, tôi xin hết ạ. Xin cảm ơn lời chia sẻ của cô Hồng, rất là thú vị và cũng mở ra những cái góc nhìn phản biện về tác phẩm. Không biết trong khán trường chúng ta có bạn trẻ nào muốn đặt câu hỏi cho Kim Minh và Hữu Hào không? Cảm nghĩ của mình đối với cái phần trình bày của các bạn
vừa mới nãy thì thật sự khi mà mình đã được mở mang đầu óc kiến thức về cái tương lai phía trước thì mình cảm thấy rất là hoang mang trước cái tương lai vô định thế này. Và bởi vì đúng, mình thấy đúng là cái lời mình thấy rất là đúng khi mà chúng ta nói rằng càng biết nhiều thì chúng ta mới nhận ra rằng là mình biết rất ít. Thì mình có một câu hỏi là với tư cách là một bạn học sinh VinSchool thì mình phải làm gì, chúng ta phải làm gì khi mà những cái thứ mà chúng ta học ở trường hôm nay, những cái kiến thức mà chúng ta có thì chưa chắc ngày mai nó còn đúng hay không nữa. Thì mình muốn hỏi là chúng ta phải làm gì? Cảm ơn câu hỏi của bạn. Xin mời bạn Hữu Hào. Mình thì theo mình thì những cái kiến thức mình học thì cũng tại ở trường mình học rất là nhiều môn, thì mình nhớ hình như cũng 7-8 môn gì đó, thì sẽ có một số cái kiến thức như người ta nói là không bao giờ mà mình ra đời mà mình dùng hết những cái kiến thức mà mình đã học ở trong trường. Nhưng những cái kiến thức mình học nó sẽ giúp cho bộ não mình luôn duy trì một cái sự hoạt động, nó để cho mình tư duy. Thì mình nghĩ cái giải pháp mà hữu hiệu nhất cho cái việc này là chúng ta phải liên tục bắt kịp. Hãy dành một ít thời gian ra xem thời sự, đọc báo và tìm hiểu những thông tin trên mạng. Nếu bạn coi những cái bạn đang học trên trường, như là mình nói là môn lịch sử, là những cái là thực sự bạn nghĩ là không cần thiết và chưa đủ, thì hãy chủ động lên trên mạng ra những cái nhà sách. Chúng ta sẽ có những cái sách hay để chúng ta tìm hiểu thêm về những cái chủ đề chuyên sâu. Ví dụ như là bạn nghĩ là học lịch sử thế giới nó hơi đơn giản quá, bạn có thể mua sách của Yuval Noah Harari, sách Homo Sapiens. Chúng ta sẽ có một cái cách nhìn rõ hơn và có những cái cuốn sách đấy ngay trong sạp sách này. Thì mình nghĩ cái giải pháp cho cái việc mà thông tin thay đổi càng nhanh là chúng ta chỉ có một việc, cho phải chủ động chạy đua theo cái thông tin đấy liên tục mỗi ngày, xem có cái gì mới chúng ta dành một ít thời gian tìm hiểu nó, và những cái gì mà chúng ta cảm thấy là chúng ta chưa nhận được đủ thông tin, hãy chủ động mua thêm sách hoặc là đọc thêm những cái tài liệu về cái chủ đề đấy. Và cứ từ từ chúng ta cứ chạy, thế là chúng ta sẽ luôn luôn trong một cái đà là chúng ta đang bắt kịp với những cái gì nó đang thay đổi ngày nay. Để trả lời câu hỏi của em là kiến thức hiện nay chúng ta nhận được có cái thì nó hoàn toàn đúng và nó ích lợi lâu dài. Chúng ta phải biết phân biệt thôi. Tức là có những cái nó ích lợi lâu dài, có những cái tôi học từ hồi lớp 1 bây giờ tôi vẫn còn tin ở điều đó và còn thấy nó ích lợi cho tôi. Một số chuyện nào đó ăn thua mình thôi à. Rồi còn có những cái đó không phải đúng là thường thường là nó có tác dụng là giúp cho mình suy nghĩ, với điều kiện là mình học với tư duy luôn luôn suy nghĩ. Và một lần nữa, cái đầu mình mà không suy nghĩ thì mình chưa đánh đã thua robot còn gì, đúng không? Thành ra cái đầu mình nó phải luôn luôn suy nghĩ, đó là một chuyện. Cái thứ hai là người ta có thể học ở rất nhiều nơi bằng rất nhiều cách. Người ta có thể học trong nhà trường, có thể học ngoài nhà trường, có thể học trong sách, có thể học ngoài cuốn sách, có thể học bằng rất nhiều cách khác nhau. Mình càng có ý thức học, càng biết cách học chừng nào thì mình càng học được nhiều điều và học có kết quả tốt chừng ấy. Và cái cuối cùng là gì? Là thực ra người ta còn sống là còn học. Học suốt đời vì mình, chứ không phải vì cái gì khác hết đó. Hồi nãy anh chị nào nói là hãy còn là người, hãy còn là người, trong đó bao gồm là con người, là học. Thành chi cho nên mình còn học thì mình còn biết à? Không có sao hết. Mặc dù cái cần phải biết thì nó luôn luôn bao la mênh mông, nhưng mà biết đủ để mình sống là mình thì điều đó luôn luôn do mình quyết định. Nó luôn luôn trong tầm tay của chúng ta. Sẽ dành một câu cuối cùng đi cho một bạn học sinh. Trí tuệ nhân tạo đang gần như có thể nói là thống lĩnh tất cả mọi thứ, và thậm chí là còn có khả năng là thay đổi được tất cả những cái quan niệm, tất cả những cái mô hình về triết học và chính trị mà như chúng ta nói. Với cái sự phát triển ngày nay thì liệu chúng ta còn thực sự cần phải học môn lịch sử hay không? Thì trước tiên bạn hỏi mình là mình có cần học lịch sử để phát triển tương lai hay không, thì mình nói rằng là lịch sử không phải là tất cả lịch sử cũng sẽ giúp ích cho bạn, nhưng mà bạn tìm hiểu lịch sử nó sẽ thú vị lắm. Nó có những cái thứ, những cái bài học trong quá khứ mà bạn có thể rút ra, sau khi bạn học lịch sử bạn sẽ biết được những cái sai lầm quá khứ hay là những cách nào mà con người đã xây dựng một xã hội như ngày nay. Nhưng đó là khi các bạn tìm hiểu lịch sử một cách chuyên sâu. Nói chung khi các bạn muốn học lịch sử là khi các bạn có cảm hứng, thì có cảm hứng thì các bạn sẽ tìm hiểu, các bạn sẽ tự rút ra được cho mình cái gì. Chứ mình không, nếu bạn không thích lịch sử, mình không thể đưa cho mình bạn một cuốn sách lịch sử, mình bắt các bạn đọc, bạn rút ra cái gì hết. Tất cả là dựa trên cái cảm hứng của bạn, và nếu bạn thực sự thích lịch sử, bạn sẽ rút ra được nhiều điều hay trên đó.
Mình xin cảm ơn câu hỏi rất là thú vị của bạn. Thì theo quan điểm của riêng mình thôi thì mình nghĩ là lịch sử thì dù với cơ cấu xã hội nó có thay đổi đến mức nào thì chúng ta vẫn sẽ cần đến nó. Ví dụ như cái việc một cái lớp người vô dụng được thành lập do AI chiếm thì chúng ta có thể là nhìn qua thì không thấy được cái điều phản ánh trong lịch sử. Nhưng mà như ông Yuval đã nói thì vào cuộc cách mạng công nghiệp lần đầu tiên thì một cái lớp vô sản thành thị đã được thành lập. Chúng ta có thể thấy rõ ràng ngay là có một cái sự phản ánh rõ ràng giữa hai cái trường hợp này. Và từ cái lịch sử đấy chúng ta có thể thấy là vào cái cuộc cách mạng công nghiệp chúng ta giải quyết cái vấn đề này như thế nào, và chúng ta giải quyết nó với những cái lỗi lầm như thế nào, và chúng ta hiện đại hóa cái bối cảnh này ra và có thể tạo những cái giải pháp cho những cái khủng hoảng trong tương lai. Thì lịch sử thì con người, như một câu nói nổi tiếng từng nói là lịch sử rất là hay lặp lại. Thì là con người chúng ta sẽ có thể nhìn về lịch sử, thấy được cái sự phản ánh, những cái hành động chúng ta làm hồi xưa như thế nào, những cái sai lầm chúng ta đã mắc phải. Và từ đó chúng ta có thể không mắc phải những cái sai lầm nữa và đưa những cái quyết định đúng đắn hơn. Thì dù cái sự kiện đấy có thể xa vời đến mức nào, bạn vẫn có thể nhìn về lịch sử để lấy một cái lời khuyên từ những cái ông cha của chúng ta, những cái quyết định mà chúng ta làm ra sao. Từ đó chúng ta sẽ hướng đến tương lai và đưa những cái giải pháp đúng đắn hơn. Thứ nhất là tôi một lần nữa cảm thấy rất là sung sướng khi nghe một bạn trẻ đặt một câu hỏi lớn như vậy. Tại vì là đó là khởi đầu của cái tự do của mình trong đi cái quá trình tìm học của mình. Nếu mà các bạn đi học mà các bạn biết tự hỏi rằng ủa mà tôi học cái đó chi vậy? Tại sao tôi phải học cái đó? Thì cái đó đã là một cái điều cực kỳ đẹp rồi, cực kỳ tốt rồi, và như thế mới là học. Chứ còn nếu mà học mà chỉ đến lặng lẽ, thầy nói gì chép nấy rồi trả lại để có bài có điểm thì cái đó là không phải là học. Cái đó là mình tưởng rằng mình đang học nhưng mình đang bị nhồi sọ. Thì còn học là tự đặt những câu hỏi như là bạn vừa mới đặt ra vậy đó, tại sao tôi phải học cái đó. Thì không thể nào trong 5-10 phút tôi nói các bạn là tại sao phải học sử. Tôi chỉ nói đúng như là các bạn ở đây đã nói đó, là các bạn chỉ học sử mà có ích lợi khi nào các bạn thấy có cảm hứng tìm hiểu nó. Mà muốn có cảm hứng tìm hiểu nó thì y như là cái trải nghiệm thực tế của hai bạn đây đã nói đó, là đừng chỉ bằng lòng với sách giáo khoa và giờ học trên lớp. Nếu thực sự muốn có cảm hứng tìm hiểu lịch sử, còn nếu mình chưa có cảm hứng thì không sao hết, không chết thằng tay nào hết. Tôi nghĩ là không sao cả, bạn vẫn sống bình thường và bạn vẫn học được từ những môn học khác mà bạn cảm thấy hứng thú. Vậy thôi à, chính vì vậy mà thầy cô giáo giỏi là thầy cô giáo truyền được cảm hứng để cho người ta biết rằng ta muốn học cái đó, tại sao ta phải học cái đó. Và rất nhiều bạn trẻ đã say mê đi vào một cái môn học nào đó tại vì đã gặp được một người thầy giỏi ở cái môn học đó. Đơn giản là vậy thôi. Có khi tình cờ của cuộc đời nó dẫn đến vậy thôi à. Và chỉ khi nào mình học với cảm hứng, với cái tò mò, tôi muốn biết cái này rồi tôi còn muốn biết nữa, rồi tôi còn muốn biết nữa, rồi tôi còn muốn biết nữa, thì lúc đó mình mới chạm vào kiến thức thật. Và lúc đó nó mới có ích lợi cho mình. Thì còn lịch sử thì nó thứ nhất nó có một cái ích lợi đơn giản này nè. Thì hiện nay cuộc đời mỗi người là trong vòng 100 năm đổ lại, đúng không? Người ta sống đến 100 tuổi là hãn hữu rồi. Thì trong vòng 100 năm đổ lại, nếu chúng ta nghiên cứu lịch sử, chúng ta tìm hiểu lịch sử, chúng ta được sống nhiều kiếp đời như thế. Vì chúng ta học được từ nhiều cuộc đời của người khác đã từng trải qua. Thì khi chúng ta hưởng được cái kinh nghiệm của nhiều kiếp đời thì tất nhiên là cái chất liệu cho tư duy chúng ta nó phong phú hơn. Thì trước mắt là nó có cái đó. Học lịch sử thì nó sẽ bắt đầu bằng cái đam mê. Và như chữ lịch sử trong cái tiếng Hy Lạp cổ đó là cái góc nhìn của bạn. Và làm sao để bạn có thể nhìn được các sự kiện một cách logic, khoa học và có tính phản biện. Thì tôi xin được giới thiệu các bạn một cuốn sách có ngay trong sạp sách của chúng ta, đó là Tư Duy Lịch Sử. Tức là cuốn sách này sẽ cho các bạn những cái công cụ để khi chúng ta nhìn lại về quá khứ, những sự kiện một cách đa chiều và có tính phản biện cao nhất, và các bước như thế nào để bạn có thể trở thành một sử gia và nhìn lịch sử như một cái môn khoa học và nhân văn. Thì buổi hôm nay thì có lẽ sẽ còn rất nhiều những cái câu hỏi và những cái tranh biện. Và cái mục đích của chúng tôi hôm nay thì không gì khác hơn đó là giới thiệu với quý vị cuốn sách Lược Sử Tương Lai viết bởi Harari. Sẽ còn những cái ý kiến phản biện từ nhiều người khác nhau, từ nhiều độc giả khác nhau. Và tôi cũng mong rằng các bạn hãy đọc cuốn sách này và các bạn sẽ có thể có những cái suy ngẫm riêng của các bạn. Và những cái góc nhìn nó luôn luôn là những cái sự gợi mở và những sự trò chuyện. Bởi vì lịch sử không bao giờ chết mà nó là những câu chuyện mà chúng ta cùng trao đổi với nhau. Thì tôi hy vọng rằng chúng ta sẽ còn lại gặp nhau trong những buổi tiếp theo.
Vâng, và phần vừa rồi cũng chính là phần kết thúc cho buổi tọa đàm của chúng ta ngày hôm nay. Và sự kiện công bố sạp sách lịch sử và tọa đàm từ lịch sử đến tương lai đã khép lại với rất nhiều góc nhìn thú vị về câu chuyện quá khứ và tương lai của mỗi người. Và mong rằng là sự kiện đã phần nào mang đến cho các bạn một niềm yêu thích đọc sách và niềm yêu thích lịch sử. Và một lần nữa thì xin được cảm ơn toàn thể quý khán giả, các khách mời, các thầy cô và quý phụ huynh, các bạn học sinh đã cùng tham dự buổi tọa đàm. Mong rằng là sẽ được gặp lại các bạn trong những dự án tiếp theo của dự án sạp sách lịch sử.